Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có những thông tin thật hữu ích trong cuộc sống. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi quý vị nha. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Thật hư đoạn clip nóng được cho là của Hải Tú đang lan truyền trên mạng xã hội. Đoạn clip dài hơn 4 phút với những cảnh nóng được cho là của nữ diễn viên độc quyền Hải Tú mới ngày hôm qua thôi. Câu chuyện của một đoạn clip nóng được cho là của Ninh Dương Lan Ngọc đã khiến nhiều người rần rần phía Ninh Dương Lan Ngọc đã lên tiếng rằng nhân vật nữ xuất hiện trong đoạn clip không phải là nữ diễn viên gái già lắm chiêu và khán giả cũng tạm yên tâm phần nào khi tìm ra những đặc điểm được cho là các ghép trong đoạn clip nói trên. Và ngày hôm nay, cư dân mạng lại được một phen rầm rộ hơn nữa khi một đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại những cảnh hết sức nóng của một cặp nam nữ khiến nhiều người vô cùng bất ngờ và nhiều người đang khẳng định rằng nhân vật nữ trong đoạn clip trên không ai khác chính là Hải Tú, một nữ diễn viên độc quyền đang hot trong thời gian vừa qua. Thế nhưng xem qua đoạn clip nóng trên, nhiều người cũng nhận ra điểm khác nhau giữa nhân vật xuất hiện trong đoạn clip cũng như nữ diễn viên độc quyền. Đại đa số đều nói rằng đây không phải là Hải Tú vì kiểu tóc cũng như góc cạnh khuôn mặt. Không những thế, nhiều người còn phát hiện ra cô gái trên là một cô gái khác.